này là đợt hốt lá thứ ba của nhà em rồi đó. Vui không? Như vậy ấy, kêu người hốt sao được, kêu người hốt không lẽ kêu ba lần. Ý như hốt lá hả? Ô sao? Nè, đưa cái này đây. Bà lớn với bà nhỏ công bộ hợp tác dữ dằn ha. Ý, ý cào đi. Ừ, ý làm đi. Để lấy 200 chứ. Để lấy 200, ý đúng rồi, sao? Chia cho ý 100. Ôi trời ơi nặng. Thôi ý 50, cô 50 nha. Wow, ý, ý. Ê, cái đất này sao? Bỏ ra đó luôn, có sao? Có cái thau hay cái gì nè? Thau nè, không cái này nè, để đổ đất nha. Hôm nay là ngày của bé làm vườn. Bé đi dọn dẹp vườn cho cô nè. Đúng rồi, giỏi. Chị Dục ở đây đi nè, có em lụm nha. Thôi. Nè, ý lụm đi. Ý lụm đi. Wow, vỗ tay, wow. Wow, wow, yeah. Để khoe bà nội, trời ơi đổ ra lần luôn đi. Ê, còn cũ trong đó sao? Sót. Thảo. Mới trôi qua đó đây nè. Đó. Đào vàng. Đào vàng á. Phủi tay, bà sạch dữ. Quá trời là lá. Năm nay năm đầu tiên em bắt chước trồng khoai tây, mà cái giống khoai tây nhỏ em tới nhà bạn năm ngoái ăn một lần ngon quá, cho nên năm nay quyết định trồng thử. Nhưng mà chắc là do em không biết cách trồng nên là không có được nhiều khoai tây, nó ít lắm mà nhỏ xíu xíu à. Chắc năm sau em phải đổi ý, em phải trồng kiểu khoai tây khác quá. Bữa giờ nói là rảnh rỗi thì tranh thủ làm vườn trước khi tuyết nó xuống. Nhưng mà công nhận á, lá nó nhiều dễ sợ, em ước gì như lá vàng nhà em mà giống như vàng lá thì chắc em sướng rồi cả nhà ơi. Ý nhà em mới có 1 tuổi mấy à, mà rất là thích ra vườn. Thấy ai làm gì cũng bắt chước làm theo hết trơn hết trọi á. Cưng ghê luôn. Ráng ăn mau lớn nha con. Mai mốt giúp cô nha. Cám giỏi chứ vậy. Hút lá. Mở giùm cho. Mùa thu mà. Lá nó rụng thì mình phải hút cho nó sạch. Lại... Nghỉ làm neo luôn hả? Bữa nay nghỉ. Bữa nay ngày nghỉ thì mình tranh thủ. Mình làm vườn. Mình quay clip cho mọi người thấy. Cái cảnh mà mùa thu ở Canada nè. Lá rụng hết rồi. Mình phải lên ấp. Mà giờ cũng khó lòng lắm. Thí dụ như là bây giờ nếu mà em kêu người thổi á, em kêu người thổi lá, hút lá thì mọi người coi nha. Đây, ở trong nhà em cái cây nó còn nằm nguyên luôn. Nhưng mà ở ngoài đường nè, nó rụng đâu còn cái lá nào đâu. Đó. Nó rụng trụi lũi à. Bây giờ vậy làm sao? Ví dụ như ở ngoài đường nè, mấy cái cây này nó rụng hết rồi. Nhưng mà trong vườn nhà em thì mấy cây nó còn đứng sừng sững vậy. Không mà không lẽ em kêu người ta hốt 2 lần. Thì 1 lần hốt lá vậy thì nó cũng around khoảng độ 200 đến 250 á, dao động giá đó. Nhưng mà nếu mà em hốt 2 lần thì 500, nhưng mà ngày nghỉ thì thôi hốt đi, chứ còn nếu mà trúng ngày làm thì cũng phải đi làm, cũng phải kêu người ta hốt đó. Nè, trong vườn thì còn nguyên luôn. Công nếu vườn mà em kêu người ta hốt em cũng phải hốt trước 2 lần. Cái vấn đề là cũng buồn lắm, kêu người ta hốt rồi em cũng phải đi hốt lại, không thể nào sạch được. Không phải là họ hốt không sạch mà là chờ mà nó rụng hết luôn á. Kêu người ta thì người ta lại bận đi hốt nhà khác, người ta không tới kịp nhà mình. Mà người ta muốn quay lại chở nhà mình thì tuyết nó rơi xuống thì cũng không được. Nên khó lòng lắm. Nè. Thấy không? Nhanh hơn lá trong nhà. Không biết tại sao, chắc do cái loại cây. Ừ. Mà mình chờ mà ở trong nhà mà rụng cho nó đều thì
ở ngoài đường thấy ghê quá. Hàng xóm người ta lên rồi mà mình chưa lên cũng mất ngại. Nè, hàng xóm của em một bên này thì chưa nha, mà bên này coi người ta hốt sạch chưa đó. Kìa, xa xa để em zoom kỹ cho mọi người coi, nhà kia cũng giống em là cây còn nguyên trên cây đó, thấy không? Đó, thấy chưa? Mấy cây ở ngoài đường thì nó rụng hết rồi, mà trong vườn nhà họ thì còn nguyên à. Đâu phải vậy xong đâu. Nhưng mà phải công nhận nha, mùa thu ở Canada đẹp lắm mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy em coi không? Nó vàng. Cái cây lá đỏ của em nó nằm ở trong vườn rồi chứ, ở ngoài cho coi đẹp lắm. Nhà người ta lên sạch hết à, người ta bỏ bao hết rồi kìa. Mà cái hướng nhà em còn ghê quá. Hôm nay em mới rảnh nè. À.